Hai thợ của bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa luôn nha. Thì hôm nay là mình có một khách hàng ở bên Cần Thơ cả nhà đã yêu cầu mình đặt một cái bàn ép lục bình đó. Thì hôm nay mình đã làm xong rồi nè. Thì mình chuẩn bị mình gáp vô rồi mình đi giao cho anh ta nha cả nhà. Thì người bạn đó đã xem cái video của mình đó. Rồi đã thấy như để cái công cụ để dụng cụ cái công cụ để cán cái cọng lục bình ra để đang về cái ngành lục bình đương lục bình đó cả nhà. Thì ở miền Tây mình đó là cũng người đương lục bình nó cũng lâu rồi. Thì những cái gia công mà người ta để đương cọng lục bình cho nó dẹp á thì người ta chưa có mà làm được cái bằng cái máy để ép thủ công như vậy. Thì hôm nay mình sẽ làm cho người khách hàng đó. Giờ mình sẽ gáp vô là mình đi giao cho người ta cái nha. Thì cái này mình đã có chia sẻ cách làm hồi lúc trước đó, những cái clip trước đó thì đã chia sẻ cách làm rồi. Thì cái cách làm cũng rất là đơn giản nha cả nhà. Thì hôm nay mình quay lại để mình gáp vô với vô nhớt những cái bạc đạn, như là mình dụ bạc đạn lâu ngày, mình xài lâu ngày nó mòn á, thì nó mình thay tháo ra thay nha. Thì ở đây mình tháo ra tháo vô vẫn được bình thường nha cả nhà. Toàn bộ là mình lắp ghép cái sự thì mình hàng cố định nha. Cô chú anh chị nào mà có xem cái đặt hàng của mình làm thì ở đây đó mình làm là bạc đạn, là toàn bạc đạn Nhật cái nhà. Bạc đạn nhà này thì bạc đạn nghĩa địa của Nhật chứ cũng không là đồ tào lao nha. Mình xài đồ này để tốt để sử dụng cho nó bền nha cái nhà. Thì cái bạc đạn này là nó số của nó là 62, số 6202 này là 6202, là xài cốt trong này là cốt 15. Thì mình làm một cái con lăn như vậy thì cái cây này là cây cốt thẳng luôn nha cả nhà. Từ đây mình sẽ xuyên thẳng đây luôn, là cây cốt 16, mình gian lại mình tiện lại là 15 để cho nó lọt vô trong cái bạc đạn nó rất vừa luôn nha cả nhà. Thì những cái lò xo này, cái lò xo này thì mình mua là của những cái xe tiệm xe Honda đó. Cái xích bắp, cái lò xo xích bắp hoặc là xô bó lò xo của nồi xe nó rất là cứng nhưng mà nó rất có độ đàn hồi để mềm, để mình sử dụng vô cái con lăn để nó lên xuống cho nó cái cọc lục bình cho nó đều quá cả nhà. Này mình chỗ nó mỏng á thì lò xo nó bình thường, còn khi mình lăn qua tới cái cọc lục bình nó to thì nó sẽ ép xuống nha. Tại cho cục trong một bình mình nó ép rất là đều. Thì ở đây mình xài con ốc 8 ly, mình sẽ hàng thẳng đây rồi. Dài là 6 phân. Ốc 8 ly dài 6 phân nha. Đây là mình cũng có hai miếng gỗ nè. Miếng gỗ mình đào. Mình đào nó bóng luôn nha. Đây là hai cái phụ kiện để mình gắn bên đây với bên đây nha. Đây là bốn cái nút tung để mình đóng vô chân nha. Rồi để mình gắp cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Rồi cách vô nhất luôn nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình đi ra chợ thì mình mua nút bít 20 vuông.
đây nè cả nhà, mình có con ốc này là ốc tắm đi nha, mình đã gian găng nhận xuống để mình nhận xuống để cố định cái bọc đạn này lại. Thì bọc đạn này nếu có hư thì là nhận con ốc này ra, mình sẽ rút bọc đạn ra. Thì ở đây mình có cái con ốc nhận cái đầu bút để cầm cái tay trắng tay quay ra, thì mình đã nhận con ốc nhiều đây, thì mình chỉ mất 12 nhận găng nha, chứ nó không có khó hơn cả nhà, rất là dễ. Bên đây cũng vậy luôn. Lên xuống nha cả nhà. Do cái nhịp ứng của mình thì nó cũng không được tròn. Cái nhà sản xuất cái ống này nó không được tròn á, nên là mình nó có cái độ mà lên xuống như vậy để nó mới ép được cộng lực mình nó mới im được nha cả nhà. Đây ống này thì mình để hai ống này lắp kê lại nha. Khi mình sử dụng mà mình muốn cái cộng lực dày thì mình sẽ xiết xuống cho nó nhỏ dở lên chút xíu để cho cái cộng lực mình nó có dày. Mỏng thì cả nhà hạ hết lóc mỏng xuống nha. Ai muốn dày thì tăng đưa lên rồi lắp kê lại.
Ở đây mình cũng có ba cọng lục bình nè cả nhà. Thì lục bình người ta sẽ phơi ngô là như vậy. Đó. Đây người ta đang giỏ đang sọt gì bên cái ngành đường lục bình á. Thì cái tính thì các bạn mình chán ra thì cái này mình đang quay thì mình đưa vô như vậy thôi. Dẹp nữa nha. Thì cái lục bình này mình phơi khô rồi mình để lâu ngày nó cho nó nguội đi, cho nó mềm lại thì mình để vô quay rất là ok luôn. Ra một loại vẫn được nè, mình tới nè. Rất là dẹp luôn nha, mỏng luôn. Mỏng luôn đây nè. Mình dùng cái bình nhỏ này nha, lâu ngày mình xài lâu ngày mình nhiễu cho nó vô đây một ít dầu nhớt cũng được nha cái nè, không cần nhiều nha. Mình nhỏ một ít thôi để cho nó có độ nó bôi trơn cho nó im nha cả nhà. Đó. Bên đây cũng vậy luôn. Rồi từ nãy giờ thì mình đã lắp cái bộ phụ kiện của cái bàn máy ép lục bình lên cả nhà. Thì cả nhà xem video của mình, có đặt hàng đó thì mình để số điện thoại lên trên màn hình đó. Rồi cả nhà có đặt mình làm ép nước mía như vậy, ép lục bình như vậy thì mình sẽ giao tận nơi cho cô chú anh chị gần xa luôn nha. Thì thôi bây giờ mình đã chia sẻ về một cái máy ép lục bình như vậy thì mình tạm ngưng clip nha cả nhà. Rồi hẹn cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Thì những ai có mua cái sản phẩm của mình đã sử dụng rồi thì cách để mà tháo dỡ ra để vệ sinh hoặc là thay đạn gì đó thì nhìn theo cái video này, hướng dẫn này của mình thì cả nhà đều thể làm được hết đấy nha. Rồi ok, hẹn cả nhà trong lại những clip tiếp theo nha. Bye bye.